Khi đàn ông ham muốn quá cao phải làm sao? Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, ham muốn tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường và là yếu tố quan trọng để gắn kết tình cảm lứa đôi, giúp cho tình cảm vợ chồng thăng hoa và đồng thời cũng đem lại rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe. Thế nhưng, nếu như nam giới có ham muốn và nhu cầu tình dục quá cao thì lại phản tác dụng, gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và đồng thời cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình. Thực tế, có rất nhiều nam giới đang đau đầu về vấn đề này, không biết làm như thế nào để có thể giảm bớt ham muốn lại. Vậy thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nguyên nhân vì sao ở một số nam giới ham muốn lại cao hơn mức bình thường, đồng thời cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những tác hại và chỉ cho các bạn 3 cách giúp giảm bớt cũng như là tiết chế lại ham muốn ở nam giới một cách an toàn nhất. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng ham muốn quá cao ở nam giới đó là do nồng độ hormone testosterone tăng cao. Ngoài ra, những tác động từ xã hội và tâm lý cũng là nguyên nhân kích thích nhu cầu ở phái mạnh cao hơn mức bình thường. Quý vị cũng biết là đến độ tuổi dậy thì ở cả nam giới và nữ giới đều có những sự thay đổi rất nhiều về mặt tâm sinh lý. Và lúc này, các bạn bắt đầu tò mò nhiều hơn về những vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục. Bên cạnh đó là sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của mạng xã hội. Và các bạn thấy là ở nhà trường cũng như xã hội thì đa phần bố mẹ hay là các thầy cô giáo đều rất ngại chia sẻ về những vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục. Cho nên, hầu như là các bạn chỉ có lên mạng, các bạn tự tìm hiểu và chính nguyên nhân này phát sinh những thói quen ham mê tình dục quá độ ở rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay. Trong một số trường hợp khác, nguyên nhân có thể là do trong nhận thức bị ám ảnh hoặc bị sang chấn tâm lý do tiếp xúc với hình ảnh tình dục, bạo lực tình dục, hay chỉ đơn thuần là do các bạn ham mê, thích thú với những hình ảnh nhạy cảm, rồi từ đó dẫn đến việc lạm dụng thủ dâm và quan hệ tình dục quá nhiều. Ngoài ra thì nhiều nam giới hiện nay là do áp lực từ công việc, cuộc sống tình dục dẫn đến bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, nên họ tự tìm đến những bộ phim nóng để tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Tất cả những nguyên nhân đó khiến cho nhiều nam giới hiện nay rơi vào tình trạng ham muốn tình dục quá độ. Và nếu như cứ để tình trạng này kéo dài thì sẽ gây ra rất nhiều tác hại. Đầu tiên là hại đến chính bản thân của các bạn. Tiếp theo là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vậy thì cụ thể những tác hại đó như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải kể đến những tác hại liên quan đến sức khỏe. Có rất nhiều nam giới đã từng chia sẻ là nếu như một ngày họ không tự sướng hoặc không quan hệ tình dục thì họ không thể nào ngủ được. Ít nhất là họ phải tự sướng một lần, có người hai lần, rồi có người là đêm nào cũng phải quan hệ ít nhất một lần, có người thì 2 đến 3 lần, sau đó mới đi ngủ. Vậy thì, tình trạng quan hệ cũng như là tự sướng, đại loại là việc xuất tinh quá nhiều như vậy, nó gây tổn hại đến sức khỏe đầu tiên. Bởi vì các bạn biết là hoạt động tình dục, nó cũng như việc mà chúng ta vận động thể dục thể thao, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng và calo. Vậy thì ngày nào nếu như các bạn cũng tự sướng hay quan hệ tình dục, thì đầu tiên đó là nó sẽ làm hao tổn về mặt sức khỏe, gây ra mệt mỏi, kiệt sức. Tiếp theo, phải nói đến chức năng sinh lý. Nếu như các bạn hoạt động tình dục với tần suất cao trong cả một khoảng thời gian dài như vậy, thì nó sẽ gây ra những vấn đề như rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm, thậm chí là vô sinh. Có nhiều nam giới rất chủ quan là đến bây giờ, thậm chí cả năm nay, đêm nào hai vợ chồng cũng quan hệ một lần hoặc hai lần và không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng tôi khẳng định với các bạn, nếu như các bạn cứ duy trì cái tần suất đó thì chắc chắn là tổn hại sức khỏe và vấn đề sinh lý sau này chắc chắn các bạn sẽ gặp phải. Đó là trong trường hợp nam giới có bạn tình, có đối tác để thực hiện hoạt động quan hệ tình dục. Vậy còn trong rất nhiều trường hợp, nam giới độc thân chưa có người yêu, chưa có vợ, không được thỏa mãn nhu cầu tình dục thì sao? Bản thân họ lúc nào cũng cảm thấy rất khó chịu, bức rứt, bí bách vì không được giải tỏa và trong đầu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ quanh quẩn liên quan đến chuyện ấy để làm sao mà được thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Và chính tình trạng này dẫn đến việc mà họ không thể tập trung vào công việc. Ví dụ như khi các bạn đang bị đói, thì lúc nào các bạn cũng sẽ tập trung vào cái bụng bị đói của mình, đúng không ạ? Bây giờ tôi đói quá, tôi phải được ăn, thì ăn rồi tôi mới có thể tập trung làm việc khác được. Thì với tình trạng khác, thiếu thốn tình dục, nó cũng tương tự như vậy. Và nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, khiến cho nam giới bị căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra, nhiều nam giới khi không có bạn tình, thì họ lại thường tìm đến các con đường gọi là xem phim gợi tình và tự sướng. Mà các bạn cũng biết, khi lạm dụng thủ dâm quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, đúng không ạ? Nhiều nam giới lạm dụng tự sướng làm bị rối loạn cương dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm chất lượng và số lượng tinh trùng, gây ra những hậu quả khó lường, ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này. Nguy hiểm hơn nữa ở những nam thanh niên trẻ tuổi, khi mà không biết tự cân bằng ham muốn của bản thân, thì sẽ dẫn đến việc suy đồi đạo đức, suy nghĩ lệch lạc, có những hành vi tình dục sai trái, không lành mạnh và gây ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển nhân cách sau này. 2. Nam giới có ham muốn và nhu cầu tình dục quá cao còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình. Rất nhiều gia đình khi mà chồng có ham muốn quá cao, đêm nào cũng đòi hỏi vợ chồng phải quan hệ. Nếu như ngày 1, ngày 2, 1 tuần, 2 tuần thì không sao. Nhưng nếu như tình trạng này nó cứ diễn ra lâu dài, cả năm trời, 2 năm trời, thì các bạn có hiểu tâm lý của người phụ nữ là như thế nào không? Họ cảm thấy rất sợ hãi và bị ám ảnh, bởi vì ban ngày phụ nữ cũng phải đi làm việc, rồi về nhà lại chăm sóc nhà cửa, con cái, rất nhiều thứ trong một ngày như vậy, và họ đã cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Nhiều khi chỉ muốn có một giấc ngủ thật là ngon, thật bình yên, để phục hồi lại sức khỏe, sáng hôm sau lại đi làm tiếp. Nhưng đêm nào, chồng cũng quay sang đòi hỏi, không chiều chồng thì chồng lại cáu gắt, trách móc, rồi thế này thế kia, mà chiều chồng thì lại mệt mỏi, không có sức. Cho nên nhiều chị em phụ nữ cảm thấy sợ hãi, ám ảnh tới mức chỉ muốn ly hôn chồng. Và khi người phụ nữ coi việc quan hệ tình dục không còn là hứng thú, không còn đem lại cảm giác thăng hoa, viên mãn nữa, mà chỉ là nỗi ám ảnh, sợ hãi, thì dần dần họ sẽ bị giảm ham muốn tình dục. Mà lúc này, chồng thì ham muốn rất cao, còn vợ thì ham muốn ngày càng giảm xuống, thì sẽ bị mất cân bằng, không có sự hòa hợp, thì gia đình dần dần sẽ dẫn đến tình trạng đó là tan vỡ không hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, khi mà vợ không đáp ứng được nhu cầu quá cao của chồng, thì có những anh chồng lại đi ra ngoài tìm của lạ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Có những anh chồng còn công khai luôn, về nhà nói thẳng với vợ là vì cô không đáp ứng được nhu cầu của tôi, nên tất nhiên tôi phải đi ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu. Việc chồng ngoại tình đi ra ngoài như vậy, nó đã khiến cho hôn nhân của chính các bạn bị tan vỡ. Ngoài ra, không chỉ là hôn nhân tan vỡ, mà việc đi ra ngoài ngoại tình và phát sinh quan hệ ngoài luồng như vậy sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm thông qua đường tình dục như là HIV, lậu, giang mai, rất là nhiều vấn đề. Việc mà nam giới có nhu cầu tình dục quá cao, nếu như nam giới không có nhu cầu thì lại bị coi là yếu sinh lý. Có nhu cầu bình thường thì nó là tốt cho sức khỏe, nhưng nhu cầu quá cao thì nó lại sinh ra một loạt những hệ lụy liên quan đến sức khỏe và tác động đến việc hạnh phúc gia đình. Vậy nên, quý vị cân nhắc xem, nếu như mình rơi vào trường hợp ham muốn tình dục quá cao, quá độ, thì mình có nên cân nhắc tiết chế cũng như cân bằng lại ham muốn để làm sao mà vừa giữ gìn được sức khỏe và vừa có thể là đảm bảo được hạnh phúc gia đình của mình hay không? Cách đầu tiên mà các bạn có thể áp dụng đó là làm giảm ham muốn bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Ham muốn tình dục ở nam giới được quyết định bởi nồng độ hormone testosterone, đúng không ạ? Vậy thì rất đơn giản thôi. Nếu như muốn làm giảm bớt ham muốn lạ, thì các bạn hãy tăng cường sử dụng những thực phẩm có tác dụng làm giảm nồng độ testosterone để cân bằng lại trạng thái cơ thể. Loại thực phẩm đầu tiên đó là đậu và những chế phẩm tự động như đậu phụ, đậu nành. Đậu nành được biết đến là loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe của nữ giới. Nhưng với nam giới thì nó lại có tác dụng ngược lại. Cho nên nhiều anh nam giới mà ăn quá nhiều đậu phụ
dẫn đến tình trạng bị yếu sinh lý là như vậy. Nguyên nhân là do trong thành phần của đậu nành, đậu phụ thì nó có những chất làm ức chế quá trình sản sinh testosterone, từ đó giúp nam giới cân bằng cũng như là làm giảm ham muốn của mình lại, tiết chế lại một chút. Loại thứ hai mà các bạn nên sử dụng đó chính là các chế phẩm từ sữa như phô mai, đặc biệt là phô mai. Bởi vì chất béo có ở trong phô mai có tác dụng đó là ức chế quá trình chuyển giao kẽm, mà kẽm lại là một trong những chất vô cùng quan trọng trong việc kích thích ham muốn ở nam giới. Nhóm thực phẩm thứ ba mà các bạn có thể sử dụng đó là những sản phẩm được làm từ tinh bột và được tinh luyện như bánh mì trắng, nui, bánh ngọt, ngũ cốc. Đây là những thực phẩm điển hình có chứa carbohydrate tinh luyện. Khi mà dung nạp những món này vào trong cơ thể thì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu, từ đó sẽ làm giảm nồng độ testosterone. Chính vì vậy, cũng cần phải lưu ý, phải ăn ở mức độ vừa phải. Nếu như ăn quá nhiều thì nó sẽ gây ra một số những bệnh rối loạn chuyển hóa như tim mạch, béo phì, tiểu đường. Cho nên chúng ta sẽ phải ăn ở một mức độ vừa phải. Làm sao vừa đảm bảo được việc tiết chế cái nhu cầu mà vừa đảm bảo là chúng ta không bị mắc một số những cái bệnh khác. Tiếp theo có thể sử dụng những thứ rất quen thuộc như cam thảo, rau răm, bạc hà. Đây là những loại chứa nhiều hóa chất phytoestrogen. Khi bổ sung hoạt chất này vào bên trong cơ thể, sẽ làm giảm nồng độ testosterone ở trong máu, từ đó làm giảm ham muốn ở nam giới. Nguyên liệu thứ năm mà các bạn có thể sử dụng đó chính là thịt mỡ. Chất béo và lượng cholesterol ở trong thịt mỡ có tác dụng tiết chế nhu cầu sinh lý là do nó làm rối loạn quá trình chuyển hóa, khiến cho hàm lượng kẽm và hồng cầu ở trong cơ thể không được sử dụng. Mà kẽm và hồng cầu là hai thành phần chính để sản sinh testosterone. Nhóm sản phẩm thứ sáu mà các bạn có thể sử dụng đó là cà phê và rượu bia. Thành phần caffeine và cồn thì nó thường ảnh hưởng đến ham muốn của nam giới. Cho nên, nhiều khi là khuyên nam giới không nên sử dụng quá nhiều rượu, bia, thuốc lá, cà phê hay chất kích thích, bởi nó có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Nhưng đối với những nam giới có ham muốn tình dục quá cao, quá độ, thì đây lại là những sản phẩm để giúp họ tiết chế lại, cũng như là cân bằng ham muốn tình dục trong cơ thể. Nhưng phải lưu ý đó là, khi sử dụng cà phê, rượu, bia để làm giảm ham muốn, thì các bạn cũng phải sử dụng trong mức độ vừa phải, tránh sử dụng quá nhiều, tránh để dẫn đến tình trạng khi mà ham muốn giảm được rồi, nhưng lại kéo theo cả những ảnh hưởng đến sức khỏe, đến cơ thể, thì lại là điều hoàn toàn không nên, đúng không nào? Ngoài việc bổ sung những thực phẩm nên ăn, thì nam giới cũng cần tránh những loại thực phẩm làm tăng testosterone cụ thể. Nhóm 1 là những thực phẩm giàu kẽm như hàu, tôm, cua, thịt bò, thịt dê và trứng vịt lộn. Nhóm thứ 2 là những thực phẩm giàu vitamin D như là cá ngừ, lòng đỏ trứng gà, yến mạch. Nhóm thứ 3 là những thực phẩm giàu năng lượng như sò huyết, cá trạch, giàu omega 3 như cá hồi, cá mồi. Nhóm thứ 4 là những thực phẩm giàu vitamin A, C, B6 như là chuối, dưa hấu, cam, chanh, sum, lựu, giá đỗ, cải mâm xôi, cải bó xôi, măng tây, củ cải. Nhóm thứ 5 là những loại quả có muối giàu kali như bưởi, cam, quýt. Nhóm thứ 6 là các loại hạt, các loại khoai, đặc biệt là khoai tây và tránh ăn các loại sô-cô-la, đặc biệt là sô-cô-la nguyên chất. Vậy nên, nếu như các bạn muốn tiết chế và cân bằng lại sự ham muốn của bản thân, các bạn có thể thay đổi khẩu phần ăn uống ngày càng nên ăn gì và không nên ăn gì như tôi vừa chia sẻ. Cách thứ hai, giảm ham muốn bằng cách tác động tâm lý. Việc điều trị về tâm lý cũng rất là quan trọng. Các bạn nên áp dụng đồng thời cả thay đổi chế độ ăn uống và cả tác động tâm lý để làm sao mà đạt hiệu quả tốt nhất. Cụ thể, để hạn chế những suy nghĩ liên quan đến tình dục, thì các bạn nên có nhiều hoạt động để cho bản thân trở nên bận rộn hơn, thì khi này đầu óc của các bạn sẽ không còn nghĩ nhiều đến chuyện ấy, không còn nhiều ham muốn nữa. Ví dụ như là tăng thời gian công việc cũng như là học tập. Rồi một ngày thì các bạn nên tranh thủ đi ra ngoài trời tập luyện thể dục thể thao ít nhất là 1 tiếng mỗi ngày, và hạn chế là ở một mình hoặc là ở riêng với vợ.
buổi tối để tránh việc hai vợ chồng gần gũi nhau lại phát sinh ham muốn, thì hai vợ chồng có thể tạo điều kiện đưa ra ngoài ăn uống, đi chơi. Thì dần dần sau một khoảng thời gian, thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh lại ham muốn của mình. Và một trong những nguyên nhân tác động đến tâm lý, đó là do xem quá nhiều phim, hình ảnh nhạy cảm. Để làm giảm bớt ham muốn tình dục bên trong cơ thể, thì các bạn tuyệt đối tránh. Chúng ta chỉ đọc báo, hoặc là xem những video hài, hoặc là những bộ phim dài, làm sao để tìm cho mình một đam mê khác. Thay vì cuốn vào những bộ phim nóng hay những hình ảnh khiến bản thân tăng ham muốn, thì đó là điều hoàn toàn không nên. Trên đây là những biện pháp mà các bạn có thể áp dụng để tác động trực tiếp vào tâm lý, giúp cho các bạn có thể tiết chế, giảm bớt ham muốn tình dục quá độ. Cách thứ ba mà tôi muốn chia sẻ để cho các bạn tham khảo, đó là trường hợp nam giới đã áp dụng cách 1, cách 2 mà không hiệu quả, vẫn thấy ham muốn và nhu cầu tình dục của bản thân quá nhiều, quá cao và khiến cho cơ thể luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, bứt rứt, khó chịu, thì các bạn sẽ phải sử dụng một số loại thuốc, có thể là thuốc điều trị tuyến tiền liệt hoặc thuốc an thần. Nhưng khi sử dụng các loại thuốc này, bắt buộc các bạn phải có sự tư vấn và chỉ định trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa, chứ không phải là tự đi mua về và sử dụng. Đặc biệt là các bạn đừng nên tự mua những sản phẩm giảm dục về các loại thuốc giảm dục để sử dụng. Vì nếu như sử dụng không đúng loại, không đúng liều, thì đôi khi lại phản tác dụng, khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bất lực, liệt dương, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục. Và ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe của chúng ta nói chung nữa. Cho nên, phải hết sức lưu ý quý vị nhé. Quý vị thấy không ạ? Cái gì cũng sẽ có hai mặt của nó. Quá ít thì cũng không được, mà quá nhiều thì cũng không nên. Có câu, cố quá thì quá cố. Cho nên, nếu như các bạn thấy bản thân bắt đầu có những dấu hiệu ham muốn quá độ, phải ngay lập tức tìm những biện pháp để giảm bớt, tiết chế sự ham muốn đó lại, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng. Việc duy trì một cuộc sống tình dục hài hòa không chỉ tốt về mặt sức khỏe, mà nó còn đem lại rất nhiều lợi ích giúp cho hạnh phúc gia đình viên mãn, hài hòa và thăng hoa hơn. Tránh tình trạng là một người thì ham muốn tình dục quá cao, quá nhiều, một người thì không đáp ứng được, dẫn đến tình trạng đó là mâu thuẫn và hai vợ chồng không còn hạnh phúc nữa. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích, thì hãy ấn vào like và chia sẻ, đồng thời hãy ấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ chúng tôi ra nhiều video hơn nữa và trở thành người xem sớm nhất mỗi khi kênh ra video mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!